Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm ký 2024-2027 cho 18 đại sứ và giao nhiệm vụ đến các đại sứ và trưởng phái đoàn. Vui mừng lên đường trong bối cảnh đất nước ngày càng có uy tín, vị trí trên trường quốc tế, 18 đại sứ cùng 8 trưởng các cơ quan đại diện nhận nhiệm vụ lần này đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nỗ lực đóng góp cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị ngoại giao lần thứ 32, phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng diễn ra vào tháng 12. Chủ tịch nước cho rằng trong năm 2023, ngành ngoại giao đã đạt được những thành quả quan trọng to lớn, là điểm tựa để các đại sứ hoàn thành nhiệm vụ. Các đại sứ trong thời gian vừa qua thì được đánh giá rất là cao vì đã đóng góp vào những thành tựu của ngành ngoại giao trong thời gian vừa qua, thì điều đó đặt ra thách thức cho đó là các đại sứ mới. Vậy thì đại sứ mới đến nước sở tại làm sao phải kế thừa được những cái thành tựu, kết quả mà đại sứ tiền nhiệm đã đạt được, đồng thời phải học được những cái điều hay và thậm chí nói một cách đúng cái từ tốt đẹp của nó là đứng trên vai của người tiền nhiệm để thực hiện công việc một cách tốt đẹp hơn. Nhiệm kỳ của các đại sứ đúng vào thời điểm cả nước đang tăng tốc thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ quán triệt sâu sắc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đối ngoại, nắm rõ, hiểu sâu tình hình của đất nước và địa bàn thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, dự báo và tham mưu cho Đảng, nhà nước, ứng xử phù hợp, thúc đẩy hợp tác và không để ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Ngoại giao kinh tế vẫn là nhiệm vụ ưu tiên số một. Thứ hai là ngoại giao văn hóa. Càng ngày càng thấy ngoại giao văn hóa trở thành một nội dung rất là quan trọng. Người ta nói sức mạnh mềm là ở văn hóa. Để làm sao mỗi người, mỗi quốc gia trên thế giới hiểu thêm về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, bị cảm hóa bởi đó là cái sự chân thành, nghĩa tình, thủy chung, hòa hiếu nhân văn của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng về nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế, các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời là chỗ dựa tin cậy, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp công dân Việt Nam đến nước sở tại, cũng như bà con Việt Kiều, là cầu nối cho tinh thần đoàn kết quốc tế. Chủ tịch nước chia sẻ, Đảng, nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng, điều kiện công tác để các cán bộ ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước giúp Tổng Công ty Đường sắt tái cơ cấu lại tài sản, tài chính và nguồn nhân lực đang có để có hiệu quả hơn, thiết thực hơn, mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Năm 2023 là năm đầu tiên sau 3 năm hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Doanh thu hợp nhất toàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đạt trên 101% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân người lao động, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đều đạt và vượt kế hoạch. Cùng với đó, ngành còn đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt giảm cả 3 tiêu chí. Cơ bản đồng ý với định hướng sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian qua Tổng Công ty Đường sắt tư duy chuyển biến còn chậm, dẫn đến hiệu quả công tác vận tải chưa cao, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư chậm, cùng với đó kết cấu hạ tầng còn lạc hậu, các sản phẩm công nghiệp trong nước hiện nay về công nghệ và chất lượng là lạc hậu. Hiện trạng đầu máy toa xe hiện chưa có khả năng đáp ứng, nếu nâng cao tốc độ chạy tàu trên 100 km/h, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt còn hạn chế, vốn huy động từ nhà đầu tư bên ngoài vào đường sắt còn hạn chế. Bộ Giao thông Vận tải này, Ủy ban Quản lý Vốn này, các ông chí cùng với lại Tổng công ty Đường sắt cơ cấu lại mấy cái việc thế này. Thứ nhất là quản trị hiện đại. Quản trị hiện đại
nhưng mà nó lại phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam, cơ cấu lại để sử dụng khai thác có hiệu quả tài sản tài chính của Tổng Công ty Đường sắt chúng ta đang có. Để triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển ngành đường sắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các bộ, cơ quan tiếp tục sử dụng khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, cung cấp hình thức giao thông an toàn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, chủ động liên danh, liên kết hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt, hoàn thành việc tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động, ứng dụng thành công chuyển đổi số, chủ động sáng tạo, mạnh dạn đẩy mạnh công tác đầu tư. Ngành đường sắt của chúng ta là phải đặt trong sự vận động và phát triển. Còn trong quá trình vận động phát triển đó, chúng ta phải chọn cái hướng đi làm sao cho đi sâu nhưng phải về trước. Thế thì phải có cái tư duy phải đổi mới, mà tầm nhìn phải chiến lược. Mà tư duy là mang lại nguồn lực bắt nguồn từ tư duy. Tầm nhìn chiến lược là vừa giải quyết cái khâu trước mắt, nhưng mà vừa đảm bảo cái lâu dài, vừa nhanh nhưng mà lại vừa phải bền vững. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt cần xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực từ 300 nhà ga, đất đai, thiên nhiên và nguồn nhân lực trên 22.000 người và các tuyến đường sắt sẵn có như quốc tế đã bình chọn là cung đường đẹp nhất thế giới. Thủ tướng mong muốn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đoàn kết thống nhất, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành với nhau, ngành cũng cần phát huy lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của ngành, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phát triển xanh, đẩy mạnh nâng cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh theo mùa vụ, thời điểm trong năm 2024, phát huy tính tự lực tự cường, biến khó thành dễ, biến không thành có để vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc Nam, các hành lang vận tải chính Đông Tây và vận tải hành khách tại các đô thị lớn. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra tình hình hoạt động và chất lượng phục vụ hành khách trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại ga Hà Nội. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi công nhân và người lao động đang làm việc tại ga Nội, thăm hỏi về chất lượng dịch vụ môi trường đối với các hành khách đi tàu. Thưa quý vị, chiều nay tại nhà Quốc hội, tiếp tục phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đây là một trong hai dự án luật được lùi thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua nhằm có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, bảo đảm luật có tính thực thi khi ban hành. Dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi là bộ luật có tính chuyên ngành cao, nhạy cảm. Dự thảo luật đã được tiếp thu ý kiến nhiều lần, cẩn trọng xem xét trên nhiều phương diện khía cạnh. Qua tiếp thu ý kiến tâm huyết của các ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Kinh tế sẽ phối hợp cùng Ủy ban Pháp luật hoàn thiện bổ sung nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự án luật, bảo đảm dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất trước khi tiếp tục trình Quốc hội. Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024. Năm 2023, ngành y tế đã đạt và vượt 3 trên 3 chỉ tiêu kinh tế xã hội, chủ yếu được Quốc hội giao, 7 trên 9 chỉ tiêu cụ thể về y tế, kết nối liên thông giữa 63 sở y tế, 63 cơ quan bảo hiểm xã hội và 99,5% cơ sở khám bệnh chữa bệnh toàn quốc, qua đó 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và thanh toán không dùng tiền mặt. Biểu dương những nỗ lực và thành tích quan trọng mà ngành y tế đạt được trong năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, năm 2024, ngành y tế cần tập trung ban hành văn bản hướng dẫn luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, hoàn thiện trình Quốc hội sửa đổi luật dược, luật bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, nghiên cứu điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia điều hành hội nghị.
Năm 2023, toàn quốc xảy ra hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 11.600 người, bị thương gần 15.300 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 2%, tương đương với 1.285 vụ. Số người chết giảm 14,18%, tương đương với 1.922 người. Đáng chú ý, trong năm 2023, đã xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23,04% tổng số vi phạm. Trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang. Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các bộ ngành địa phương đạt được trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh cần có cách làm mới để tiếp tục giảm tai nạn trong năm nay. Năm 2024 có thông điệp thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Có 3 mục tiêu lớn, đó là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông, giảm từ 5 đến 10% cả về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính tại các đô thị lớn. Thưa quý vị, với nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân cả nước trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thủ đô cần phải xác định rõ các đột phá, đặc biệt là đột phá về hạ tầng, là nội dung đáng chú ý tại hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia trong nước và nước ngoài về hồ sơ quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Quy hoạch thủ đô đề ra nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân cả nước như tỷ trọng kinh tế số chiếm 40% trong GDP. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 13.500 đến 14.000 đô la Mỹ. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65 đến 70%. Để thực hiện quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng thành phố Hà Nội cần xác định rõ các đột phá, trong đó hạ tầng và nguồn lực cho đầu tư hạ tầng là ưu tiên số 1. Cùng với đó là động lực tăng trưởng cho thành phố cũng là vấn đề đặc biệt quan trọng. Hà Nội nên xác định tập trung cho một số động lực như kinh tế số, dịch vụ, công nghiệp. Phát triển hạ tầng là một trong những đột phá ưu tiên Hà Nội trong các loại đột phá. Để nó dẫn dắt các cái đột phá khác và dẫn dắt các cái cơ chế chính sách. Hà Nội với thành phố chúng mình có thể sẵn sàng vay 3.000 tỷ, 4.000 tỷ, 2.000 tỷ, 3.000 tỷ, 4.000 tỷ đô la. Nhưng mà là một chương trình riêng về đô thị. Câu hỏi quan trọng nhất là yếu tố nào sẽ là động lực để thúc đẩy tăng trưởng của Hà Nội. Việc phát triển nên tập trung vào ít ngành và những ngành đó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, không nên xác định dàn trải. Trên cơ sở tiếp thu góp ý, cơ quan lập quy hoạch sẽ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để sớm tổ chức thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. Sáng nay, hoạt động trọng điểm của chương trình Xây Tết 2024 do Báo Nhân dân phối hợp cùng tập đoàn Cotecon tổ chức đã diễn ra tại công trường EcoPark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nơi có hàng nghìn kỹ sư công nhân đang ngày đêm miệt mài lao động, góp phần xây dựng một trong những khu đô thị sinh thái lớn nhất Việt Nam. Báo Nhân dân và tập đoàn Cotecon đã trao tặng gần 1.800 phần quà Tết cho công nhân làm việc tại công trường EcoPark và công nhân làm công tác vệ sinh cầu đường tại tỉnh Hưng Yên. Cả nghìn cánh tay giơ cao cùng với nụ cười của các khách mời cũng như những người công nhân đã thể hiện rõ ý nghĩa của chương trình Xây Tết 2024 được tổ chức tại Hưng Yên. Với tinh thần tương thân tương ái, tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, Báo Nhân dân và tập đoàn Cotecon đã trao tặng gần 1.800 phần quà Tết cho công nhân làm việc tại công trường EcoPark và công nhân làm công tác vệ sinh cầu đường tại tỉnh Hưng Yên. Tôi cũng rất là xúc động khi chính thức trao quà cho 1.800 công nhân tại công trình ở EcoPark Hưng Yên. Đây chỉ là một trong rất nhiều công trình trên toàn quốc mà Báo Nhân dân cùng với Cotecon sẽ trao quà trong số 17.000 công nhân được hưởng thụ từ chương trình này. Chúng tôi cho rằng là cái việc không chỉ tặng quà mà còn có các cái hoạt động khác như là thăm khám bệnh, là chụp ảnh, là tặng vé xe miễn phí cho công nhân sẽ làm vơi bớt những khó khăn và giúp cho những người công nhân có thể có một cái Tết thật là đầm ấm cùng với gia đình mình. Về phía Cotecon, xuất phát từ văn hóa biết ơn của Cotecon với mong muốn mang lại cái Tết hạnh phúc cho người công nhân trực tiếp lao động, tạo nên thành công cho dự án. Đây là năm thứ hai Cotecon thực hiện chương trình Xây Tết. Đặc biệt, Xây Tết 2024 có sự phối hợp tổ chức của Báo Nhân dân, giúp chương trình lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ gói gọn trong công nhân xây dựng, mà còn mở rộng tới nhiều người lao động ngoài xã hội.
Chương trình này thì nó mang ý nghĩa rất vô cùng to lớn mà chúng tôi đã thực hiện năm thứ hai. Mặc dù công việc cũng rất nhiều bận biểu nhưng mà chúng tôi vẫn quan tâm đến đời sống của công nhân, quan tâm đến cái cuộc sống, cũng là lo một cái Tết cho hạnh phúc, cho vui tươi cho công nhân. Tôi rất là vui mừng, tôi được nhận quà từ công ty, rất là phấn khởi, rất là xúc động, cảm động trong cuộc sống. Tết năm nay rất là vui mừng. Với sự nỗ lực thực hiện các hoạt động tri ân người lao động, Ban tổ chức chương trình hy vọng nhận được sự chung tay của các doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông để những giá trị tốt đẹp của chương trình Xây Tết 2024 lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam, hướng đến Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi hạnh phúc với mọi gia đình, tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị, chiều nay, Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức vụ việc chiếc máy bay quân sự bất ngờ rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam rồi nổ bốc cháy, làm hư hại một số nhà cửa của người dân. Theo đó, sáng nay, Trung đoàn 929 Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức bay huấn luyện ngay tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy, phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11 giờ 4 phút. 10 phút sau đó, phi công báo máy bay gặp sự cố, không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Máy bay bị hư hỏng. Tại vị trí máy bay rơi, không có thiệt hại về người. Phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện tại, Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Thưa quý vị, theo thông tin ban đầu, một vụ cháy đã xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay tại dãy phòng trọ đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê, khiến 3 người trong phòng trọ tử vong. Các nạn nhân gồm hai mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyết V, sinh năm 1979, đăng ký thường trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê và một nạn nhân nam chưa rõ danh tính. Căn phòng bị cháy nằm trong dãy phòng trọ gồm 10 phòng, có diện tích khoảng 20m². Trong phòng trọ chứa nhiều quần áo, một xe đạp điện, một xe gắn máy và nhiều đồ đạc, vật dụng khác. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy do có người dùng xăng phóng hỏa. Người tình nghi trong vụ án cũng đã được phát hiện tử vong do treo cổ cách vị trí đám cháy không xa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành bắt giữ 6 đối tượng tại hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ trong đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển gần 400 kg pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, 6 đối tượng tại hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ khai nhận, trong thời gian làm việc tại Lào Cai đã quen biết với Vàng Xeo Quan ở thôn Tả Lủ, xã Tả Ngày Trồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, biết Quan bán các loại pháo nổ và pháo hoa nên các đối tượng đã liên hệ với Quan để mua pháo mang về tỉnh Phú Thọ bán kiếm lời. Tiến hành khám xét, Công an huyện Cẩm Khê đã phát hiện hàng trăm kg pháo nổ tại nhà các đối tượng, trong đó có một đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 100 kg pháo. Hiện Công an huyện Cẩm Khê đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ kỷ niệm 438 năm ngày mất danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi. Lễ kỷ niệm 438 năm ngày mất danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm nhằm tuyên truyền giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, công lao của Trạng Trình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, truyền thống văn hóa, tinh thần hiếu học cho các thế hệ học sinh, sinh viên, cũng như tỏ lòng tri ân của nhân dân với Trạng Trình. Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, ca khúc và kịch bản sân khấu, ca ngợi thân thế, sự nghiệp, những công lao, đóng góp, cống hiến của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đối với nền văn học, văn hóa và giáo dục của dân tộc Việt Nam.
Những năm qua, đội ngũ người có uy tín đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Họ là cầu nối ý đảng lòng dân, dẫn dắt văn hóa ứng xử cho cộng đồng, giữ vai trò tiên phong trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng bản làng. Đó là cách mà ông Lê Văn Quân, bí thư chi bộ thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, người dân tộc Mường, kiên trì thực hiện tại thôn Minh Tiến. Năm 2021, thôn đã thành công cán đích nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng vùng quê đáng sống ở huyện miền núi Ngọc Lặc. Vận động nhân dân đấy là cứ mỗi một năm đóng góp về cái số tiền là từ 5 đến 700 ngàn đồng để là huy động để làm các cái khu vui chơi văn hóa cho các cháu. Rồi là chỉnh trong khuôn viên nhà văn hóa, làm đường bê tông và mương thoát nước. Thế thì nhân dân đến giờ phút này rất chi là đồng thuận. Những người có uy tín là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Họ tham gia giải quyết hiệu quả các vướng mắc tại bản làng, tích cực đấu tranh xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới. Về đời sống kinh tế của bà con nhân dân cũng như các phong trào thi đua để tiến tới để về đích tổ dân phố kiểu mẫu với là đô thị văn minh thì chắc chắn là sẽ đạt được.